một vùng đất ở giữa trung tâm Việt Bắc. Nơi ấy có những dãy núi cao trùng điệp, những khe sâu chia cắt và những dải rừng đại ngàn. Đó là Bắc Cạn. Nơi ấy có áo chàm xanh thẫm và những làn điệu dân ca trữ tình, hà lù, hà lều, lượn cọn, giá hai, câu si, câu lượn say đắm lòng người. Lần đầu tiên đặt chân lên vùng núi rộng lớn này, ai trong chúng ta cũng bỡ ngỡ trước khung cảnh hùng vĩ của khu căn cứ địa Việt Bắc năm xưa. Dọc hai bên quốc lộ số 3, con đường huyết mạch truyền thống nối miền núi với miền xuôi đã từng tồn tại hơn ngàn năm. Là một miền trung du và đồng bằng nhỏ hẹp, có các thung lũng men theo những dòng sông, xen kẽ những cánh đồng, gò đồi, núi thấp, nhấp nhô, và những cánh rừng nối tiếp. Xa lên phía bắc, núi rừng trải ra trùng trùng điệp điệp, và những dãy núi cao răng hàng lớp lớp đồ sộ chạy từ bắc xuống nam, tạo thế chia cắt mạnh, mở ra những thung lũng rộng lớn về phía đông nam. Đèo Giàng nằm trên quốc lộ số 3, thuộc địa phận huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Tuy đường đèo chỉ 10 km, nhưng xưa kia địa hình ở đây hiểm trở, phức tạp. Một bên là vách đá dựng đứng cao ngút tầm mắt, còn bên dưới là thung lũng khe sâu hun hút. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tại đèo Giàng này, quân và dân Bắc Cạn đã làm nên những chiến công thật lẫy lừng. Tiêu biểu là các trận phục kích đánh địch diễn ra ngày 6 và ngày 14 tháng 12 năm 1947. Quân ta đã tiêu diệt gọn 60 tên lính Pháp. Hiện giờ tôi đang trên đỉnh đèo Giàng lộng gió và cảm xúc trong tôi như dâng trào bởi những chiến công của các chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ trong cuộc kháng chiến chống Pháp ngay chính tại nơi đây. Chỉ với 7 km đường đèo nhưng mà nơi đây là cả một mặt trận. Đèo Giàng bây giờ thì đã bớt đi những khúc cua và cây rừng cũng không còn âm u như ngày xưa nữa. Nhưng mà những ngọn núi, những khe suối và những phiến đá nơi đây đều mang nặng những vinh quang của cuộc kháng chiến chống Pháp gian nan nhưng mà anh hùng. Và tới nơi đây thì tôi cảm thấy rằng lịch sử không chỉ còn là trên những trang giấy, mà dường như là ta có thể chạm tay được vào lịch sử. Và đến đây thì tôi cảm thấy núi rừng, thiên nhiên vẫn đang hát vang bài ca bất tận, oai hùng về quê hương xứ sở. Sau đó, ngày 15 tháng 12 năm 1947, hòa chung trong phong trào thi đua giết giặc của quân và dân ta trên mặt trận đường số 3. Tiểu đoàn 102 thuộc trung đoàn 165 đã tổ chức phục kích đánh xe cơ giới địch ngay trên đỉnh đèo. Khi đoàn xe 27 chiếc của thực dân Pháp lọt vào trận địa, chiến sĩ ta ném lựu đạn, lao đạn xuống cối đã buộc sẵn vào đoạn đầu nứa xuống diệt xe cơ giới. Nhiều chiến sĩ dùng dây buộc thả người xuống mặt đường giết giặc. Trận đánh diễn ra mau lẹ. Ta phá hủy 17 xe, diệt 2 trung đội lính Âu Phi, thu nhiều trang bị vũ khí. Chiến công này đã góp phần làm nên thắng lợi trọn vẹn của cuộc phản công thu đông 1947, cùng quân và dân Việt Bắc bảo vệ và giữ vững căn cứ địa cách mạng, bảo vệ thủ đô của cuộc kháng chiến gian lao, trường kỳ mà anh dũng. Hôm nay, chúng ta từng biết đến một đèo Giàng lịch sử đầy ắp chiến công. Một đèo Giàng vi vút gió ngàn ẩn hiện trong bồng bềnh mây trắng mộng mơ qua những áng văn chương trữ tình đằm thắm. Có lẽ
chưa nhận diện hết được tầm vóc của đèo Giàng với vị trí đặc biệt là chiếc cầu nối giữa miền Việt Bắc xa xôi của Tổ quốc với thủ đô Hà Nội, các tỉnh miền đồng bằng Bắc Bộ trong quá trình giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội. Về mặt kiến tạo, Bắc Cạn nằm ở rìa phía đông cánh cung sông Gâm thuộc lưu vực sông Cầu, trong một nếp lõm được cấu tạo chủ yếu bởi đá phiến, đá vôi, đá sét vôi có tuổi rất cổ, nhưng đá vôi chiếm diện tích không lớn lắm. Thường thường đấy là những dãy đồi cao đến 200 mét, những dãy núi thấp từ 400 đến 500 mét, có những thung lũng mở ra rất rộng, có khi trở thành những cánh đồng giữa núi. So với các cánh cung xung quanh, vùng này thấp hẳn xuống, do đó rất thuận lợi về giao thông. Dưới nước là sông Cầu, trên bộ là quốc lộ số 3. Giao thông thủy bộ là cơ sở hạ tầng của cuộc sống. Nhưng với Bắc Cạn, đây vẫn còn là một khó khăn và là một vấn đề chiến lược. Từ đặc điểm kiến tạo trên, Bắc Cạn được tính là miền trung du và miền núi. Địa hình chia cắt mạnh, có cái thế như một thung lũng lớn trải rộng ra về phía đông nam. Từ cuối thế kỷ thứ 19 trở về trước, địa bàn Bắc Cạn ngày nay thuộc trấn Thái Nguyên thời Lê hay tỉnh Thái Nguyên thời Nguyễn. Năm 1900, thực dân Pháp chia Thái Nguyên thành hai tỉnh, Thái Nguyên và Bắc Cạn, lấy đất phủ Thông Hóa gồm huyện Cẩm Hóa và Châu Bạch Thông đặt làm tỉnh Bắc Cạn. Thị xã Bắc Cạn thuộc Châu Bạch Thông trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Từ đây, theo quốc lộ số 3, xuôi xuống thành phố Thái Nguyên, lên Cao Bằng, vào huyện Na Rì, sang huyện Chợ Đồn và Ba Bể. Năm 1965, hai tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên hợp nhất thành tỉnh Bắc Thái. Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 9 tháng 11 năm 1996, nhà nước đã quyết định tách tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn. Tỉnh Bắc Cạn ngày nay gồm có 5 huyện, 1 thị xã, 3 phường và 113 xã, diện tích đất tự nhiên 4.795 km2, dân số hơn 28 vạn dân. Từ trên cao nhìn xuống, thị xã Bắc Cạn nằm gọn trong một thung lũng với bề mặt tương đối bằng phẳng, xung quanh bao bọc bởi núi đồi trùng điệp. Xa xa, màu xanh trải dài, tít tắp. Năm 1965, khi Bắc Cạn sáp nhập với tỉnh Thái Nguyên thành tỉnh Bắc Thái, thì thị xã Bắc Cạn không còn đóng vai trò là một trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của một tỉnh nữa, mà trở thành một thị trấn của huyện Bạch Thông. Khi Bắc Cạn trở lại đơn vị hành chính cấp thị xã, thì tốc độ đô thị hóa ở đây mới thực sự diễn ra nhanh chóng. Trong năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, từ tháng 6 đến thu đông năm 1947, Bắc Cạn được gọi là thủ đô kháng chiến. Do đó, nó trở thành mục tiêu tàn phá của thực dân Pháp khi chúng tấn công lên Việt Bắc. Đầu tháng 10 năm 1947, hơn 12.000 quân tinh nhuệ của Pháp bắt đầu hành quân theo nhiều hướng khác nhau, tiến công khu căn cứ địa của ta. Hai tiểu đoàn dù gồm 750 tên đã được tung xuống thị xã Bắc Cạn. Quân và dân Bắc Cạn đã tổ chức đánh địch ngay từ khi chúng vừa chạm đất. Ngày 7, địch nhảy dù Bắc Cạn mở đầu cuộc đại tấn công quy mô lớn với ba gọng kìm, định là tiêu diệt chính phủ kháng chiến Hồ Chí Minh và tiêu diệt về quốc đoàn còn non trẻ. Thì cái cánh quân mà bằng đường bộ đó, nó đi xe tăng thì từ Lạng Sơn lên Cao Bằng do Bố Phê chỉ huy. Cái cánh quân nhảy dù ấy, do Sô Va Nhắc chỉ huy. Liên tục trong thời gian ngắn, từ ngày 16 tháng 10 đến 21 tháng 11, trên mặt trận đường số 3, quân và dân Bắc Cạn cùng với bộ đội chủ lực đã tổ chức 17 trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt nhiều tên địch, phá hủy nhiều xe cơ giới và phương tiện chiến tranh của chúng. Khắp mọi nơi, chiến tranh du kích bắt đầu phát triển. Quân du kích đã làm chủ các tuyến đường Bắc Cạn đi Cao Bằng, Chợ Đồn, Phủ Thông,
chợ mới. Thực dân Pháp nhảy dù xuống thị xã Bắc Cạn. Trong đó có hai khu vực chính là sân bay Bắc Cạn và khu vực trung tâm thị xã. Trong điều kiện sơ tán kháng chiến thì cán bộ và nhân dân của chúng ta có sơ tán theo cái hướng từ trung tâm, từ lên khu cống và vào trong này và chuyển vào khu Nông Thượng và Quang Thuận. Trong đoàn sơ tán của chúng ta thì có cố Tổng Bí thư Trường Chinh của chúng ta lúc đó đang công tác tại thị xã Bắc Cạn. Trong điều kiện bí mật của kháng chiến thì đội du kích của thị xã Bắc Cạn đã bảo vệ và dẫn đồng chí Trường Chinh từ đây và đi đến bản Dạo cách đây 10 cây số để tiếp tục hoạt động và công việc chỉ đạo kháng chiến. Âm mưu của thực dân Pháp định dùng những đội quân tinh nhuệ thiện chiến thạo đánh rừng cùng với chiến thuật nhảy dù bất ngờ chụp xuống phía sau căn cứ tiêu diệt cơ quan đầu não và chủ lực của ta đã hoàn toàn bị thất bại. Được sự che chở bảo vệ của nhân dân Bắc Cạn, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng cùng một số đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương của khu và tỉnh đã an toàn rút ra khỏi vòng vây của địch, tiếp tục chỉ đạo cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Vừa chiến đấu tiêu diệt địch và cầm chân ngăn cản bước tiến của chúng, Đảng bộ, chính quyền các địa phương đã tích cực vận động và tổ chức nhân dân bảo vệ và di chuyển kho tàng, cơ quan, công xưởng về nơi an toàn, góp phần xây dựng hậu phương, hậu cần vững mạnh, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của cuộc kháng chiến. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang ở thị xã Bắc Cạn. Ở đây thì ngày nay đã thay đổi và phát triển rất nhiều. Nhưng cách đây 66 năm và một sáng sớm ngày 7 tháng 10 năm 1947, quân đội Pháp đã nhảy dù xuống đây nhằm đánh phá cơ quan cách mạng và bắt cụ Hồ Chí Minh. Khi đó ở đây thì có hai đơn vị, một là một phần của tiểu đoàn 49 và một tiểu đoàn tân binh của trường sĩ quan lục quân ngày nay. Hai đơn vị này đã nổ súng để bảo vệ nhân dân và bảo vệ một số cơ quan cách mạng ở Bắc Cạn di chuyển vào vùng núi một cách an toàn. Khi đó thì tướng Va Luy là tổng tư lệnh quân đội viễn chinh của Pháp đóng tại Đông Dương đã mắc một sai lầm rất lớn khi nghĩ rằng cụ Hồ đang ở đây và cho rằng Bắc Cạn là thủ đô mới của chính phủ cụ Hồ, mà không hề biết rằng cơ quan chính phủ của ta chia làm nhiều phần khác nhau và luôn luôn di chuyển dưới sự che chở của đồng bào dân tộc Việt Bắc. Cứ khi một cơ quan nào bị phá thì sẵn sàng có một cơ quan khác lên thay thế. Ngày 9 tháng 8 năm 1949, Bắc Cạn, thị xã đầu tiên được giải phóng. Thắng lợi này đã đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc của quân và dân ta trong những năm đầu kháng chiến. Từ đây, căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng thêm, phá vỡ một phía thế phong tỏa của địch, tạo điều kiện thuận lợi để quân dân ta tiến tới đập tan vòng vây của chúng. Ngày 20 tháng 8 năm 1949, chính quyền và các đoàn thể quần chúng bắt tay vào điều hành công việc quản lý thị xã. Bắc Cạn được giải phóng đã làm nức lòng quân dân cả nước. Trong bức thư gửi lực lượng vũ trang và nhân dân Bắc Cạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra những nguyên nhân cơ bản của thắng lợi này. Đó là nhờ sự chiến đấu anh dũng của quân đội, nhờ lòng kiên quyết kháng chiến của đồng bào, nhờ đồng bào trong thị xã hăng hái hưởng ứng, nhờ quân và dân ta nhất trí cao trong đánh ra, ngoài đánh vào. Bắc Cạn đã anh dũng quật cường trong hai mùa kháng chiến, và giờ đây trong sự nghiệp xây dựng đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Bắc Cạn đang thể hiện hết mình với đầy sự quyết tâm và phấn đấu. Những năng lực sáng tạo đang có dịp được cống hiến. Bản lĩnh tự tin của người dân Bắc Cạn một lần nữa lại được khẳng định. So với các địa phương trong cả nước, Bắc Cạn là một tỉnh nghèo. Đây là một thực tế và cũng là một thách thức rất lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Cạn. Mặc dù bộ mặt của tỉnh nhà đã đổi thay khởi sắc hơn xưa gấp nhiều lần,
đời sống kinh tế văn hóa của đồng bào các dân tộc Bắc Cạn đã được cải thiện và đang từng bước tiến tới cuộc sống no ấm, văn minh. Nhưng xét trên bình diện chung của cả nước, thì mặt bằng kinh tế của Bắc Cạn vẫn còn ở mức thấp, trình độ dân trí chưa cao. Thực trạng ấy đang là nỗi trăn trở khôn nguôi đối với các cấp lãnh đạo, cũng như đối với từng người dân trong tỉnh. Có thể nói, Bắc Cạn là một trong những địa phương hội tụ được nhiều thế mạnh kinh tế. Ấy là tiềm năng về kinh tế nông lâm nghiệp, công nghiệp khai khoáng, thủy điện, dịch vụ du lịch và cao hơn hết là tiềm năng về con người. Tuy nhiên, những nguồn lợi tự nhiên xã hội ấy do những nguyên nhân khách quan và chủ quan chi phối mà mấy chục năm qua vẫn chưa được khai thác một cách đúng mức và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong định hướng phát triển kinh tế văn hóa của tỉnh nhà, Đảng bộ và chính quyền Bắc Cạn đã xác định đây là vấn đề then chốt, cần phải có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Chỉ có thế mới tạo ra những bước đột biến năng động nhằm đưa nền kinh tế phát triển vượt bậc, xứng với tầm vóc đáng có của nó. Bắc Cạn có hồ Ba Bể, một thắng cảnh tuyệt mỹ mà thiên nhiên hào phóng đã ban tặng. Bắc Cạn hôm nay là như thế đó, sắc tràm vẫn tươi nguyên trong hoang sơ và hiện đại, hội nhập và phát. Chúng ta chờ đợi và hy vọng về một Bắc Cạn tỏa sáng, một Bắc Cạn phồn thịnh trong thời gian không xa.